cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị khai trừ đảng. Ông Nguyễn Nhân Chiến, 64 tuổi, cựu ủy viên Trung ương, cựu bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị Trung ương khai trừ đảng tại hội nghị bất thường sáng ngày 31 tháng 1. Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Chiến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Nhân Chiến bị bắt một tuần trước vì tội nhận hối lộ. Ông quê ở Bắc Ninh, trình độ tiến sĩ kinh tế, là Ủy viên Trung ương khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 14, từng kinh qua nhiều chức vụ tại quê nhà như trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó chủ tịch rồi chủ tịch tỉnh. Ông Chiến làm bí thư tỉnh ủy từ tháng 2 năm 2015, nghỉ hưu cuối năm 2021.